Mừng quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình 360 độ cổ phiếu ngày hôm nay vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về mã cổ phiếu là công ty Khang Điền, mã cổ phiếu KDH, và đồng hành cùng tôi là anh Toàn đến từ bộ phận research của trung tâm của VN Direct. Về Khang Điền thì đây là công ty chuyên về kinh doanh bất động sản và vốn điều lệ là khoảng 6.500 tỷ trên sàn chứng khoán. Công ty này đã được thành lập từ năm 2001 đến giờ, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở cái slide tiếp theo đó chính là cái kết quả kinh doanh của Khang Điền thì từ 2016 đến 2021 cũng có một số sự cải thiện đáng kể, nghĩa là có tăng trưởng đều qua các năm, và công ty thì chủ yếu là kinh doanh bất động sản ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở bên thành phố Thủ Đức và cũng như là ở bên miền cả miền Đông lẫn miền Tây của giáp danh của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì là đầu năm 2021 thì công ty mới chỉ hoàn thành cái kế hoạch rất là khiêm tốn thôi, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là nửa cuối năm 2021 này thì Khang Điền sẽ có những cái gì để chúng ta có thể kỳ vọng và đầu tư. Và bây giờ tôi sẽ sang ba cái yếu tố tích cực ngày hôm nay của tôi về cổ phiếu Khang Điền này. Thứ nhất đấy chính là cái việc là chúng tôi thống kê những cái thông tin vĩ mô mà ảnh hưởng tích cực đến cái thị trường bất động sản ở nhà ở năm 2021, và thứ hai đó là chúng tôi nhận thấy là Khang Điền là một trong những cái thương hiệu bất động sản rất là tốt, cũng như là cái dự án của họ thì có những cái vị trí rất là tiềm năng, và cuối cùng đấy chính là cái kết quả kinh doanh trong 2021 và tiềm năng tăng trưởng của họ trong tương lai tương đối là khả quan. Và bây giờ thì mời anh Toàn có thể nói cho quý nhà đầu tư nghe cái luận điểm đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh Duy và xin kính chào tất cả các quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình cổ phiếu 360 độ. Thì nói về một doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta có phải nhìn kiểu top down, nghĩa là mình nhìn vào thị trường. Thì đối với thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam hiện nay thì đấy, nếu mà xét về nhu cầu thì chúng tôi cho rằng là nhu cầu đối với bất động sản vẫn đang ở mức cao, bởi vì là lãi suất vay mua nhà hiện nay đang ở mức rất thấp và nó chỉ ở quanh khoảng 9,2 đến 9,5% một năm. Như vậy đây là một mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, và cái lãi suất này được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì mức thấp ở nửa cuối năm 2021, và đây là một cái yếu tố hỗ trợ rất tốt lên lên nhu cầu của người người đi mua. Thứ hai đó là hàng loạt những cái dự án đầu tư công cũng có cái tác động tích cực đến thị trường bất động sản phía Nam. Chúng ta có thể kể đến như là 11 cái dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía phía Đông, rồi thì dự án sân bay Long Thành và rất là nhiều những cái tuyến metro cũng như là đường vành đai ở trong nội nội đô của thành phố Hồ Chí Minh. Và chính vì cái điều này khiến cho giá bán căn hộ tại khu vực Hồ Chí Minh liên tục tăng trong trong thời gian vừa qua. Trong đó thì mức giá căn hộ hạng sang có mức giá tăng cao nhất ở quý 2 năm 2021 là tăng 9,2% so với cùng kỳ. Đối với giá đất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi nhận thấy là ở những khu vực được như là thành phố Thủ Đức là một thành phố vừa mới thành lập cách đây cũng không lâu, do sự sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức ấy, thì có cái mức tăng giá rất là tốt, và ở quý 2 năm nay thì tiếp tục cái mức tăng giá được ghi nhận ở quanh mức khoảng từ 3 đến 5%, và giá căn hộ thứ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng tăng trưởng tương đối là mạnh so với quý trước, cũng ở quanh khoảng mức từ 1 đến 3%. Và đáng chú ý thì thành phố Thủ Đức và Bình Chánh, đó là cái địa bàn hoạt động chính của Khang Điền House, thì lại có cái mức tăng trưởng khá là vượt trội so với mặt bằng chung. Chúng ta đó là một số cái điểm chính về ngành ở trong quý 2 năm 2021. Thì tôi sẽ đi luôn vào luận điểm thứ hai đối với để khi mà đầu tư vào Khang Điền House và KDH, thì đó là KDH sở hữu một cái thương hiệu tốt và vị trí dự án rất là tiềm năng. KDH đã có hơn 20 năm hoạt động trên thị trường bất động sản Việt Nam và được biết đến như là một trong những nhà phát triển bất động sản rất là uy tín và luôn luôn đạt được cái mức độ cái tốc độ bán hàng rất là cao, và họ nằm trong top 10 nhà phát triển bất động sản Việt Nam năm 2021. Như tôi đã nói thì địa bàn hoạt động chính của KDH, các cái dự án tập trung chủ yếu ở phía Đông là thành phố Thủ Đức và ở phía Tây Nam bao gồm huyện Bình Chánh và huyện Bình Tân. Đối với quỹ đất thì KDH đang sở hữu một cái quỹ đất sạch lên đến hơn 650 hecta ở những cái địa phương này, và
Chính vì thế cho nên là các dự án nhà phố cũng như biệt thự và nhà liền kề của KDH thì thường đánh vào những người có thu nhập cao và uy tín cao trong và họ có uy tín cao trong cái việc bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính vì thế mà các sản phẩm của Khang Điền thì thường được bán với giá cao hơn khoảng 40% so với trung bình của ngành. Thì chúng ta đi sâu vào ở khu vực phía đông đối với các dự án của Khang Điền thì ở tại khu vực này Khang Điền đã có hơn 10 có khoảng 14 dự án đã hoàn thành với diện tích trên 74 hectare. Các dự án đáng chú ý mà đang triển khai ấy, bao gồm dự án Clarita khoảng 6, gần 6 hectare và dự án Armena hơn 4 hectare. Ở khu vực này thì đây là một cái khu vực mà vẫn còn rất là mới, vẫn còn đang trong quy hoạch để quy hoạch thành phố mới. Chính vì thế mà ở nơi đây rất thuận lợi để phát triển rất là nóng và có những cái dự án đầu tư công, rất là nhiều dự án đầu tư công ở xung quanh khu vực này, có thể kể đến như là các tuyến metro Suối Tiên, rồi các tuyến vành đai 3, cao tốc Long Thành Dầu Giây để dẫn đến Đồng Nai, cao tốc Long Thành đường vành đai 2 cũng đang được thi công và đưa thành phố Thủ Đức sẽ trở thành một cái khu vực mà phát triển vượt bậc về giao thông vận tải. Và chúng tôi dự báo là trong năm 20 từ năm 2021 đến năm 2022 thì thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường bất động sản ở phía đông. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta có thể thấy là thị trường bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh ý, đang có nguồn cung rất là hiếm, rất là khan hiếm nguồn cung. Có thể kể đến những nhà phát triển bất động sản lớn hơn Khang Điền như là Vinhomes hay là Novaland. Thì đối với Vinhomes thì chúng ta thấy là họ cũng chỉ có dự án Grand Park nhưng mà cũng bán gần sắp xong rồi. Và Novaland thì hiện nay họ đang phát triển tập trung ra các dự án ở khu vực vùng ven chứ không có nhiều dự án ở trong khu vực nội địa. Chính vì thế mà đối với một nhà phát triển bất động sản mà có nhiều sự sở hữu rất là nhiều dự án ở trong nội đô ở thành phố Hồ Chí Minh, Khang Điền ấy, thì có một cái lợi thế rất là tốt trong việc mở bán ở giai đoạn này. Đối với khu vực phía Nam hay là phía Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh thì ở nơi đây thì Khang Điền đang sở hữu một cái quỹ đất rất là lớn lên đến hơn 610 hectare và tập trung chủ yếu tại huyện Bình Chánh và huyện Bình Tân. Chúng ta có thể kể đến một số cái dự án đáng chú ý như là Lovera Vista, Lovera Premier hay là dự án căn hộ Khang Điền Bình Tân, khu dân cư 11A. Và đặc biệt thì Khang Điền còn sở hữu một khu công nghiệp mang tên là khu công nghiệp Lê Minh Xuân rộng 116 hectare và đang chuẩn bị mở rộng thêm khoảng 110 hectare nữa và đang triển khai. Ngoài ra thì họ sở hữu một dự án rất là lớn, đó là dự án Tân Tạo ở khu vực này với hơn 330 hectare và đang ở trong giai đoạn hoàn thành pháp lý. Về triển vọng đối với khu vực này thì chúng ta có thể thấy là thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất đưa 5 huyện là Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, và Củ Chi và Cần Giờ lên quận và thành phố từ nay cho đến năm 2025 là đối với Bình Chánh, Nhà Bè và Hóc Môn và Củ Chi và Cần Giờ là từ năm 2025 đến năm 2030. Thì chính vì cái điều này khiến cho giá đất của căn hộ và cũng như là giá đất của các nhà liền thổ ở khu vực này tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua. Thứ ba, khi nói về những điểm đáng chú ý khi đầu tư vào Khang Điền thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải xem về kết quả kinh doanh. Thì trong năm 2021, kết quả kinh doanh nửa năm đầu năm thì Khang Điền đạt 1.950 tỷ doanh thu và khoảng 470 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đây là cái mức cũng chưa hoàn thành được quá 50% kế hoạch. Tuy nhiên là đối với các cái doanh nghiệp bất động sản thì rất là đặc thù, đó là thường thường ấy, họ sẽ hạch toán vào trong nửa năm sau hoặc là trong quý 4 nhiều hơn là ở trong 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 nửa đầu năm. Và đặc biệt thì Khang Điền có dự án Lovera Vista thì sẽ bắt đầu bàn giao từ tháng 5 năm 2021 và dự án này sẽ là dự án trọng điểm trong cuối năm nay khi mà ghi nhận vào doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể thì dự án này sẽ đóng góp khoảng 60% vào tổng doanh thu trong năm 2021 của Khang Điền với giá trị lên đến khoảng 2.830 tỷ. Vì thế khi mà các nhà đầu tư qua đầu tư vào Khang Điền thì chúng ta có thể
theo dõi sát sao cái tiến độ bàn giao cũng như là hạch toán dự án La Vera Vista này trong năm nay để có những cái dự phóng sát nhất cho mình. Còn đối với giai đoạn xa hơn thì từ giai đoạn 2021 đến 2023 thì chủ yếu Khang Điền sẽ phát triển ba cái dự án chính, đó là Clarita gần 6 hecta, Amena hơn 4 hecta tại thành phố Thủ Đức và một dự án căn hộ khoảng 1,8 hecta tại quận Bình Tân, với tổng giá trị phát triển lên đến khoảng nửa triệu đô la, nửa tỷ đô, xin lỗi. Sau đó thì giai đoạn từ năm 2023 trở về sau thì Khang Điền sẽ tiếp tục mở rộng công nghiệp Lê Minh Xuân và hiện nay đã có quy hoạch 1/500 rồi và dự kiến sẽ bắt đầu kinh doanh từ năm 2023. Dự án Corona City thì cũng đang trong quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng và đang xin quy hoạch 1/500. Dự án khu đô thị Phong Phú thì cũng hoàn thành khu thu hồi đất được khoảng 44% rồi và đang bắt đầu thi công cơ sở hạ tầng thiết yếu. Còn khu đô thị đại khu đô thị Tân Tạo khoảng 330 hectare rất là lớn thì đã có phê duyệt 1/500 rồi và hiện nay thì Khang Điền đang bỏ ra khoảng 3 đến 400 tỷ một năm để thực hiện giải phóng mặt bằng và đang đề xuất kiến nghị thủ tướng kéo dài thời gian đến để triển khai đến năm 2028 và chúng tôi dự kiến rằng là khu đô thị Tân Tạo này sẽ được tiến hành bắt đầu từ năm 2023. Trên đây là ba điểm tích cực khi mà chúng ta đầu tư vào Handen House. Vâng, và tôi sẽ xin phép là sẽ được bổ sung thêm một số các thông tin khác mà quý nhà đầu tư có thể sẽ quan tâm với cả cái cổ phiếu Khang Điền này. Thì cái giá nhà của ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là mới chỉ có tăng khoảng tầm 5 đến 10% thôi, nghĩa là cái giá tăng nhà rất là thấp, trong khi chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái mức độ tăng này nó chưa phản ánh hết được cái tiềm năng tăng giá của bất động sản nhà ở, khi mà và cũng chưa thể hiện là có bong bóng về bất động sản. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái giá nguyên vật liệu những cái đợt vừa rồi như là giá thép các thứ thì đều tăng hơn 20%. Chính vì thế cho nên thành ra là cái cơ hội để tăng giá cái bất động sản nhà ở này sẽ lên rất là cao, trong khi đấy thì cái giá vốn của các công ty bất động sản thì đều vẫn đang giữ nguyên, bởi vì họ đã giải phóng mặt bằng xong hết, xong xuôi hết các thủ tục pháp lý từ trước rồi và bây giờ chỉ phải triển khai thôi. Thì đấy sẽ là những cái upside khác mà chúng ta có thể nhìn thấy đối với cả cổ phiếu bất động sản Khang Điền này. Và ngoài ra nữa thì là cái việc mà chúng ta nhìn thấy là cái kết quả cái Khang Điền có một cái pipeline, nghĩa là một cái kế hoạch về phát triển dự án rất là chi tiết và họ có thể đảm bảo cái tốc độ tăng trưởng ổn định trong những năm sắp tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái phần tiêu cực ngày hôm nay. Thì tôi có ba cái tiêu cực, đấy chính là cái tiêu cực thứ nhất là đến từ cái rủi ro pháp lý và tiến độ của dự án Tân Tạo. Cái rủi ro thứ hai là việc là định giá của Khang Điền hiện tại là không hấp dẫn so với cả những cái công ty bất động sản khác. Và cuối cùng là cái cơ cấu cổ đông của họ là không có ai là nắm giữ chi phối đây. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến cái rủi ro pháp lý và tiến độ của dự án Tân Tạo. Thì như quý nhà đầu tư đã biết thì dự án Tân Tạo này có cái diện tích là khoảng 322, và cái diện tích 322 thì sẽ là một diện tích rất là lớn và chiếm và tổng mức đầu tư lên đến 7.700 tỷ đồng. Như quý nhà đầu tư đã thấy thì cái dự án book năm 2021 của Khang Điền năm nay mà chiếm 60% doanh thu cũng chỉ có khoảng tầm 1.600 tỷ thôi. Chính vì cái dự án này rất là lớn mà triển khai đến tận 7 năm và đang có một số cái vướng mắc về pháp lý, thì nó sẽ khiến cho cái việc là công ty Khang Điền này có thể là bị ảnh hưởng trong tương lai dài. Mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái dự án Tân Tạo là cái dự án mà sẽ chiếm đến tận rất là nhiều cái doanh thu và lợi nhuận từ 2023 trở đi. Và anh Toàn thì có cái quan điểm gì về cái việc này hay không? Thực ra thì nếu mà đánh giá là tiêu cực thì cũng không hẳn, bởi vì tôi cũng theo quan điểm của chúng tôi ấy, thì dự án này lại đang đi đúng, tức là đang đi đúng theo cái kế hoạch mà Khang Điền đặt ra về đích đúng tiến độ. Vì theo ban lãnh đạo cập nhật đến tiến độ cuối tháng 4 năm 2021 ấy, thì dự án đã được chấp nhận đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500 rồi và quyết định thu hồi đất và hoàn thành khoảng 60% công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với dự án Tân Tạo và chúng tôi cho rằng là dự án này sẽ có thể được triển khai trong năm 2023 như dự kiến của chúng tôi trước đó. Vâng, và
Anh có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư rằng là sau cái bước là phê duyệt 1 trên 500 thì sẽ là đến những cái bước về pháp lý nào nữa mà công ty bất động sản cần phải hoàn thiện, và chúng ta và nó có và những cái bước đấy có phải là những cái bước rủi ro hay không, hay là sau khi mà công ty bất động sản làm xong 1 trên 500 thì là như vậy là mọi thứ là nó sẽ mọi thứ là nó sẽ vào guồng và sau đấy thì là dự án gần như là chắc chắn sẽ có thể là mở bán và toán bình thường. Trên thực tế thì sau khi có quy hoạch 1 trên 5 năm rồi thì doanh nghiệp sẽ vừa phải song song giải phóng mặt bằng, vừa phải tiếp tục xin các cái giấy phép về xây dựng. Đó thì còn ở trong cái giai đoạn xin giấy phép về xây dựng thì còn rất là lâu nữa. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là chính phủ cũng vừa ban hành một số cái quyết định về cái việc mà đơn giản hóa cái thủ tục xin giấy phép xây dựng ấy. Thì tôi nghĩ là đây sẽ là một trong những cái yếu tố có thể hỗ trợ và giải giải quyết được cái nút thắt mà vẫn đang hiện hữu từ trước đến giờ, đó là vấn đề pháp lý. Thì tôi có cái nhìn tương đối là tích cực về cái điều này, chứ cũng không không phải là một cái sự gì quá tiêu cực. Vậy thì tôi sẽ tóm tắt lại là cái dự án này là cái dự án trọng điểm của Khang Điền từ 2023 trở đi, và hiện tại thì là sau khi đã có bước phê duyệt 1 trên 500 thì công ty sẽ còn phải xin giấy phép xây dựng nữa, và trong quá trình xin giấy phép xây dựng thì có thể là cái ví dụ như công ty mà dự kiến xây khoảng tầm 50 tầng chẳng hạn thì có thể là vì một lý do nào đấy mà có thể là bị giảm bớt cái quy mô là chỉ còn được xây 30 tầng thôi, thì những thứ đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp khi mà chưa có được giấy phép xây dựng cuối cùng. Và cái việc tiếp theo nữa là công ty hiện tại mới bồi thường khoảng 192, mà như quý nhà đầu tư đã biết thì là cái triển vọng về tăng giá bất động sản trong tương lai là sẽ có, và cái việc đấy thì cũng có thể là sẽ làm ảnh hưởng đến cái giá vốn hàng bán của doanh nghiệp khi mà đền bù cái khu đất này. Tuy nhiên thì cái đấy nó cũng không phải là cái rủi ro quá lớn, khi mà giá đền bù tăng thì đồng nghĩa là giá bán cũng sẽ tăng, qua đấy thì là sẽ biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp sẽ được giữ nguyên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái luận điểm tiêu cực thứ hai ngày hôm nay, đấy chính là tôi nhận thấy là cái Khang Điền, công ty Khang Điền hiện tại mặc dù là công ty bất động sản nhưng mà PE forward năm 2021 của họ lên đến 19,4 lần, nghĩa là gần 20 lần so với cả những cái công ty mà có cái dòng tiền mà chúng ta cũng đã biết là công ty bất động sản, thì cái doanh thu và lợi nhuận của nó không hề ổn định. Và so với cả những cái công ty như là kiểu công ty Vinamilk hay là MWG thì PE của Khang Điền đang khá là đắt đỏ, và nếu mà chúng ta so với cùng ngành thì cũng sẽ thấy là Khang Điền cũng chỉ kém cái PE của họ đứng thứ ba, cũng chỉ sau Novaland và PDR thôi. Nhưng điều quan ngại hơn nữa đấy chính là cái việc là ROE năm 2021 của Khang Điền chỉ khoảng tầm 14,3%, trong khi là những cái công ty bất động sản khác hay là những công ty khác mà hấp dẫn thì đều có mức ROE là khoảng tầm 20% đổ lên cả. Và anh Toàn thì có cái quan điểm như thế nào về cái việc này? Để mà chúng ta đánh giá về mức định giá hiện tại thì chúng ta nên nhìn xa hơn một chút vào tương lai. Thì đến năm 2022 thì chúng tôi dự phóng là lợi nhuận ròng của Khang Điền có thể tăng trưởng khoảng 68%. Thì điều này có thể khiến P forward năm 2022 giảm xuống tương đối nhiều. Một điều nữa là ROI về bản chất của các doanh nghiệp bất động sản thì họ hạch toán theo từng quý ấy, thì cái sự cái ROE của các doanh nghiệp bất động sản thì thực tế cũng không 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 quá là cố định ở như kiểu như là các doanh nghiệp sản xuất. Chúng tôi dự phóng là năm 2022 ROE của Khang Điền có thể cải thiện lên đến hơn 21%. Vì chính vì thế, bởi vì là cái sự gia tăng nhanh chóng về 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 lợi nhuận ấy. Thì chính vì thế chúng tôi nghĩ là trong về dài hạn thì về forward của 2022 ấy, thì Khang Điền cũng không hẳn là đang được định giá ở mức giá quá đắt. Và tôi sẽ sang cái phần thứ hai trong cái quan điểm định giá này, đấy là tôi có ở slide tiếp theo thì tôi có cái thông tin về tất cả các dự án của Khang Điền và cái giá trị mà VN Direct đang ước tính và từng dự án một. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái dự án Tân Tạo là vào năm 2023 là cái dự án mà sẽ có cái giá trị lớn nhất, khi mà giá trị hợp lý của cái dự án này là lên đến 12.000 tỷ, và trong khi là tổng giá trị của công ty này mà chúng tôi định giá là khoảng 28.800 tỷ, và chiếm đến gần 50% cái tổng
giá trị của định giá, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái giá mục tiêu hiện tại tương ứng với cái giá mức giá trị là 28.800 tỷ này, thì là cái giá mục tiêu cho Khang Điền sẽ là 45.500 đồng một cổ phiếu, và so với cái giá trên thị trường là 38.000 thì upside sẽ chỉ còn khoảng 20% thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là upside cho một cổ phiếu là 20 của một cổ phiếu bất động sản là 20% qua, trong khi đấy thì và cái upside đấy nó đến 40% là đến từ cái dự án của năm 2023, nghĩa là 3 năm nữa để chúng ta có thể có được một cái lợi nhuận 20%, thì hai năm cho đến 3 năm nữa để dự án Tân Tạo này nó thành hình và nó có thể ghi nhận, và qua đấy thì nhà đầu tư mới nhận được cái giá trị là 45.500 đồng này. Thì không biết là anh Toàn có quan điểm như nào đối với cái vấn đề định giá này. Thứ nhất là cũng đồng ý là đối với một doanh nghiệp bất động sản ấy thì người ta cũng không nói nhiều về PE hay PB, mà người ta sẽ định giá theo mức chiết khấu giá trị hiện tại đối với các dự án, thì cụ thể là INV. Thì thực tế cái dự án Tân Tạo này trong cái quá trình định giá của chúng tôi ấy, thì chúng tôi bám rất là sát về cái tiến độ pháp lý, chính vì thế mà chúng tôi áp dụng một cái mức discount cho cái INV của dự án này. Và trước đó thì chúng tôi discount đến 75% đối với INV của dự án Tân Tạo, bởi vì là những cái dấu những cái vướng mắc về mặt pháp lý. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có những cái mà rõ ràng hơn hay những cái dấu hiệu mà cái nút thắt về pháp lý được được nới lỏng ra ấy, thì trong cái update mới nhất thì chúng tôi đã hạ chiết khấu từ 75% xuống còn 40% đối với dự án Tân Tạo. Có nghĩa là nếu như dự án Tân Tạo còn tiếp tục được 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 triển khai theo đúng như kế hoạch về mặt pháp lý, về mặt quy hoạch ấy, thì rất có thể thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục hạ cái mức chiết khấu này nữa. Điều đấy chứng tỏ rằng là Khang Điền vẫn còn tương đối nhiều cái dư địa để tăng giá. Và cái chúng ta cần quan tâm ấy, thì là những cái việc triển khai từ các dự án khi của họ như thế nào. Và như vậy là chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là cái quan trọng nhất vẫn sẽ là cái dự án Tân Tạo này, là nó có thành hình và thành công hay không. Nếu như nó thành công thì chúng ta bỏ cái chiết khấu cái RNAP 40% của dự án Tân Tạo đi thì sẽ ra được cái giá mục tiêu là còn cao hơn nữa, và có thể là nó sẽ lên đến là hơn 60.000 đồng một cổ phiếu, nghĩa là sẽ gấp đôi so với giá hiện tại. Tuy nhiên là để có được cái giá 60 này thì chúng ta cần phải dự án Tân Cải Tạo phải thành công, và cũng phải chờ đợi thêm thời gian nữa để có thể nó thành hiện thực. Và đấy là những cái thứ mà chúng và những cái đấy là chính là cái rủi ro chính của nhà đầu tư khi đầu tư vào KDH, là chúng ta sẽ phải nhìn rất kỹ cái dự án Tân Tạo về tiềm năng những triển vọng của cái dự án này liệu mở bán thành công hay không, và ngoài ra nữa thì pháp lý đã ổn hay chưa, và đấy sẽ là những cái thứ mà nhà đầu tư cần quan tâm. Ngoài ra nữa thì tôi cũng muốn nói thêm qua về cái luận điểm tiêu cực cuối cùng của tôi về KDH, đấy chính là cái cơ cấu cổ đông của KDH hiện tại thì đang không có ai là có nắm giữ quá là lớn. Ông Lý Điền Sơn chính là cái người mà đã sáng lập nên KDH này, thì hiện trong năm 2021 thì hiện tại ông chỉ còn nắm có 1,2% thôi. Cái việc nắm giữ cổ phần quá ít như này cũng sẽ là điểm trừ cho cái động lực cống hiến của ban lãnh đạo của công ty. Cho nên là chúng ta cũng có thể nhìn qua được rằng là cái kết quả tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận của Khang Điền những năm vừa rồi rất là khiêm tốn, nó không hề vượt trội so với những công ty bất động sản khác. Và anh Toàn thì có quan điểm như nào về việc này? Thực tế khi mà đánh giá về cái cơ cấu cổ đông ấy thì nó chỉ mang tính tương đối thôi, vì chúng ta cũng rất là khó biết được là họ có đầu tư có nắm giữ cổ phiếu theo hình thức ủy thác hay không. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn vào cái cơ cấu cổ đông hiện tại đối với các lãnh đạo doanh nghiệp ấy, thì tôi đồng ý với anh Duy là hiện nay chủ yếu cơ cấu cổ đông đều là các quỹ đầu tư tài chính và ban lãnh đạo thì nắm tỷ lệ tương đối ít. Tuy nhiên thì trên thực tế cái quan trọng hơn mà chúng tôi muốn các nhà đầu tư nhìn vào đó là cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào và cái uy tín của doanh nghiệp ở trên thị trường như thế nào. Và cái đấy thì đã được khẳng định đối với Khang Điền House. Khi mà chúng tôi có đi khảo sát về các người mua nhà của các sản phẩm Khang Điền ấy, thì hầu như là họ cũng cũng có cái phản hồi rất là tích cực và khá là tin tưởng vào vào bộ ngoài lãnh đạo. Đấy, chính vì thế mà tôi nghĩ là đây cũng không phải là một cái rủi ro quá là lớn. Vâng,
Và bên cạnh cái việc là cái cơ cấu loãng này thì thực ra là tôi cũng muốn bổ sung thêm một cái điểm tích cực khác đối với cả cổ phiếu Khang Điền. Đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là cái cơ cấu cổ đông của Khang Điền thì có rất là nhiều các quỹ đầu tư tài chính mà có tên tuổi là đã đầu tư vào, ví dụ như là Việt Nam Enterprise Investment Limited hay là PIN hay là Vale. Vale Holding chính là cái quỹ đầu tư của công ty Dragon Capital đấy ạ. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái sự xuất hiện của những cái nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp như thế này thì cũng có khẳng định một phần nào đấy về cái việc là cái độ uy tín của cái công ty cổ phiếu này, thì có thể là cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp nó không quá là vượt trội so với cả những công ty bất động sản khác. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn rằng là những cái công ty này sẽ được những công ty Khang Điền này thì sẽ một phần nào đấy đảm bảo được cái lợi ích cổ đông dành cho các quỹ cổ đông, nghĩa là bởi vì do là họ có những cái nhà đầu tư tài chính rất là lớn, là những cái người đã due diligence hay là đã kiểm tra doanh nghiệp rất là kỹ rồi, và họ tin tưởng rằng là cái đạo đức của ban lãnh đạo như là đạo đức của tổng giám đốc, những cái người như và họ sẽ đảm bảo cái quyền lợi cho cái nhà đầu tư cá nhân của mình, những nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào Khang Điền. Và đấy thì chính là những cái điểm tích cực tiêu cực của tôi ngày hôm nay. Thì tóm tắt lại cái nội dung của buổi Khang Điền này thì đấy chính là ba điểm tích cực là đến từ việc là bất động sản nhà ở hiện tại vẫn còn tiềm năng tăng trưởng rất lớn, giá nhà ở đang tăng, và các khu vực của Khang Điền là những cái khu vực tăng giá nhiều nhất ở khu vực ở bên phía thành phố Hồ Chí Minh, và cái tốc độ tăng trưởng và cái tăng giá nhà ở này sẽ còn tăng nhiều hơn nữa trong tương lai bởi vì triển vọng vẫn còn rất là lớn và chưa tạo ra bong bóng. Ngoài ra nữa thì cái mặt bằng lãi suất thấp cũng như là cái việc là thúc đẩy các dự án đầu tư công cũng sẽ là những cái điểm nổi bật khiến cho cái việc là cái bất động sản nhà ở này tăng giá. Và đối với cả cái lợi điểm tích cực thứ hai đấy chính là cái thương hiệu của Khang Điền thì đã được đảm bảo khi đây là một trong những top 10 nhà phát triển bất động sản của Việt Nam năm 2021 và đã hoạt động được 20 năm trên thị trường bất động sản Việt Nam. Ngoài ra nữa thì Khang Điền cũng đã sở hữu những cái quỹ đất rất là lớn và tiêu biểu nhất là dự án Tân Tạo. Và chúng ta cũng và cuối cùng đấy chính là cái doanh nghiệp có một cái list dự án gối đầu rất là đầy đủ và chi tiết, và qua đấy chúng ta có thể đảm bảo phần nào cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai, qua đấy thì có thể yên tâm mà nắm giữ cổ phiếu này dài hạn và tận hưởng cái đà tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản. Đối với điểm tiêu cực thì tôi liệt kê lại đấy chính là cái việc là dự án là định giá của công ty hiện tại là đang không quá là hấp dẫn so với cả những cái công ty khác, cho so với cả nghĩa là so với cái PE và cái ROE thì là cái khả năng kinh doanh vốn của công ty là đang thấp so với cả đối thủ, trong khi định giá thì tương đối là cao. Và cái dự án và cái này và cái upside của cổ phiếu, nghĩa là cái dư địa để mà có thể tăng giá của cổ phiếu, nó sẽ đến rất lớn từ cái dự án Tân Tạo. Nó sẽ là cái rủi ro, cái việc dự án này thành công hay không là rủi ro lớn của doanh nghiệp. Và cuối cùng đấy chính là cái cơ cấu cổ đông hiện tại thì là đang không có ai là nắm giữ chi phối quá lớn, và điều này vừa là lợi vừa là hại. Hại ở đây thì nó sẽ khiến cho các ban lãnh đạo là họ không có quá nhiều lợi ích để dẫn tới là có những cái động lực để aggressive trong cái kế hoạch kinh doanh cũng như là trong cái tăng trưởng. Còn cái điểm có lợi ở đây là nó là cái công ty đại chúng, cho nên thành ra là nó sẽ hoạt động lợi ích của cả những cái cổ đông nhỏ lẻ, và đấy thì là cái tốc độ tăng trưởng cũng như cổ tức nó sẽ được duy trì và đảm bảo. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy chính là phần giới thiệu các chương trình của VN Direct. Và chương trình đầu tiên chính là chương trình La bàn đầu tư, là cập nhật những tiêu điểm vĩ mô và cập nhật kênh tài sản, sẽ phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình tiếp theo của chúng tôi là chương trình Tọa đàm đầu tư, là chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct thôi. Và cái chương trình này thì sẽ phân tích chuyên sâu của mã cổ phiếu cũng như là có rất là nhiều nhận định của các chuyên gia khác nhau về mã cổ phiếu đấy, và khách hàng thì có thể hỏi thêm các chuyên gia về những điều họ quan tâm về cổ phiếu đấy và cũng như là cổ phiếu khác. Và cái chương trình này thì sẽ được phát sóng vào lúc 3:30 thứ tư hàng tuần, và chỉ những khách hàng thì mới nhận được cái link để tham gia. Và chương trình thứ ba của chúng tôi đấy là chương trình 360 độ cổ phiếu, chính là cái chương trình ngày hôm nay sẽ phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và cái chương trình này thì sẽ phân tích cả một cổ phiếu theo cả tích cực lẫn tiêu cực. Và chương trình cuối cùng của chúng tôi là chương trình trọng điểm nhất, đấy chính là đối thoại với PM. Thì cái chương trình này là chương trình chúng ta sẽ cùng nói chuyện với cả những người nổi tiếng trong các lĩnh vực về, và họ sẽ chia sẻ triết lý của họ cũng như các chiến lược của họ trong cái đầu trong lĩnh vực đầu tư. Chương trình thì sẽ phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi có những cái cộng đồng trên Facebook như Stockbook để quý nhà đầu tư có thể là quan tâm đến cổ phiếu để có thể tham gia, để có thể hỏi 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 về các mã cổ phiếu cũng như là giao lưu và update các thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán. Và nó sẽ được
với nhà đầu tư có thể join những cái cộng đồng này qua cái link QR code của chúng tôi ở đây. Và cuối cùng là xin cảm ơn quý nhà đầu tư, và chúng ta sẽ sang cái phần Q&A ngày hôm nay. Và trong quá trình Q&A thì quý nhà đầu tư nếu như muốn phân tích cái mã cổ phiếu nào trong tuần sau thì cũng hãy mạnh dạn comment ở đây để chúng tôi có thể nắm bắt được nhu cầu của mọi người. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần bắt câu hỏi, cái phần câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đấy chính là dòng tiền của KDH âm trong 3 quý gần đây và nợ vay có xu hướng tăng, có ảnh hưởng lớn đến KDH không ạ? Vâng, thì anh Toàn có thể chia sẻ cái việc này. Vâng, thì đối với một doanh nghiệp bất động sản ấy, thì trong cái quá trình chúng ta có thể nhìn vào pipeline của nhìn lại vào pipeline của Khang Điền, chúng ta thấy là các cái dự án gối đầu rất là lớn, thì trong thời điểm hiện tại ấy, họ đang bàn giao và đang phát triển 3 dự án, và trong năm 2023 trở đi và thêm 4 dự án nữa, có nghĩa là cái nhu cầu về vốn của họ rất là lớn. Và điều này thì khiến cho họ sẽ tiếp tục phải đi vay, sẽ mở rộng, sẽ để mà mở rộng đầu tư. Thì đây sẽ là thực tế, thì đây là một cái điều hết sức bình thường đối với các doanh nghiệp bất động sản. Thì khi mà cái nhu cầu đầu tư về CAPEX ấy, thì và giải phóng mặt bằng các thứ ấy, thì nó sẽ là một cái điểm để cho doanh nghiệp có cái có cái khả năng để thực hiện được cái pháp luật, thực hiện được cái kế hoạch phát triển các dự án của họ. Thì chúng tôi đánh giá đây cũng không có cái gì gọi là quá là tiêu cực cả. Đặc biệt thì hiện nay họ cũng đang dành ra tương đối nhiều tiền, tức là khoảng 300 đến 400 tỷ để mà giải phóng mặt bằng cho dự án Tân Tạo. Chính vì thế thì họ phải bù đắp bởi cái số tiền vay thôi. Tuy nhiên thì tiền mặt của Khang Điền vẫn còn đang là khoảng quanh quanh 1.800 tỷ, thì vẫn còn rất là dồi dào. Chính vì thế mà tôi thấy là cái áp lực về về tài chính của Khang Điền là không lớn. Tôi sẽ sang câu hỏi tiếp theo là KDH bước sang lĩnh vực làm bất động sản khu công nghiệp thì có rủi ro gì không khi mà doanh nghiệp này chưa có kinh nghiệm làm khu công nghiệp? Thực tế mà nói thì KDH cũng không phải là mới ở trong cái bất động sản khu công nghiệp đâu, vì họ đã phát triển cái dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân và đã vận hành rồi, và tiếp tục cái 110 ha tiếp tục mở rộng ở Lê Minh Xuân, khu công nghiệp Lê Minh Xuân ấy chỉ là đang triển khai và mở rộng thôi. Thì cái đối với cái khu công nghiệp Lê Minh Xuân này thì có cái tôi cũng không nhớ rõ chính xác về cái tỷ lệ hấp thụ, tuy nhiên thì ở cái khu vực mà ở phía Nam thành phố Hồ Chí Minh này, cái nhu cầu cũng rất là lớn và cũng đạt được tỷ lệ hấp thụ cao. Thì chúng tôi đánh giá là Khang Điền cũng là một nhà phát triển có kinh nghiệm chứ không phải là không có kinh nghiệm trong cái mảng công nghiệp này. Vâng, và tôi cũng sang cái, và tôi cũng xin bổ sung thêm cái phần là cái dòng tiền Khang Điền âm trong 3 quý gần đây, thì như quý nhà đầu tư cũng đã nghe anh Toàn chia sẻ, đấy là cái dự án của họ là đòi hỏi rất là lớn, nghĩa là họ có đòi hỏi dòng tiền rất là nhiều, chính vì như thế nên thành ra là dòng tiền là nó đang âm. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái vay nợ hiện tại, nghĩa là cái vay nợ dòng của doanh nghiệp hiện tại là chỉ khoảng tầm 2.200 tỷ thôi, cùng thêm với cả nợ phải trả khác là 2.900, là tổng là 4.100, hẳn là 5.001, và vốn chủ của họ là 5.800 thì 5.003, vốn chủ của họ là 8.600, thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ đòn bẩy của họ rất là thấp so với cả những công ty bất động sản khác. Các công ty bất động sản thì thường tỷ lệ đòn bẩy nó khoảng là tầm 50% là 1:1 vốn chủ bằng với cả nợ vay là chuyện bình thường. Và qua đấy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là doanh nghiệp hoàn toàn có thể là dùng nợ vay để có thể cân đối lại cái dòng tiền để qua đấy là có dòng tiền trong tương lai. Ngoài ra nữa thì cái việc họ mở bán những cái dự án mới thì cũng sẽ giúp ổn định thêm cái dòng tiền. Và bây giờ thì tôi sẽ sang câu tiếp theo, đấy là Khang Điền bước sang lĩnh vực chuyên làm là điểm rơi lợi nhuận của bất động sản là của Khang Điền là cuối năm
nhưng mà giá của KDH thì đã tăng khoảng 50% từ tháng 3 đến bây giờ, thì tiềm năng tăng giá còn nhiều không hay đã price in rồi ạ? Thì cái câu này tôi sẽ xin phép là được trả lời cho bạn là đúng là cái kết quả kinh doanh 2021 này thì khả năng cao là nó sẽ không phải là một trong những cái thứ mà là giúp cho Khang Điền tăng giá. Tuy nhiên là cái booking, cái lợi nhuận tốt như vậy thì cũng sẽ giúp cho cái quý nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư là tích cực hơn. Tuy nhiên là cái thứ mà chúng tôi muốn nói đến nhất ở cái luận điểm tích cực thứ ba đấy chính là cái dự án gối đầu của họ về tương lai là vẫn còn rất là nhiều và dồi dào, và họ rất là chủ động cũng như là rất là chuyên nghiệp trong cái việc là phát triển các dự án bất động sản. Qua đấy thì mình sẽ yên tâm được về cái tốc độ tăng trưởng của Khang Điền trong tương lai xa, và đấy mới là cái chính mà khiến chúng ta có thể mua và nắm giữ cổ phiếu. Và nếu như mà quý nhà đầu tư mà mua và nắm giữ cổ phiếu vì là cái kết quả kinh doanh cuối năm thì đúng là nó sẽ không phải là cái điểm tích cực mà tốt để mà quý nhà đầu tư tham gia. Và bây giờ thì sẽ sang câu tiếp theo, đấy là các chuyên gia cho hỏi là thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt giãn cách xã hội, cái này thì có ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao các dự án nửa cuối năm 2021 của Khang Điền không ạ? Thì cái này anh Toàn có thể trả lời cho quý nhà đầu tư được không? À, thực ra thì nếu mà nói là không ảnh hưởng thì cũng không đúng, bởi vì là các cái công trường xây dựng thì trong cái bối cảnh ca nhiễm này thì cũng cũng bị ngừng, và cái tiến độ triển khai bán hàng ấy thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì thực ra cái làn sóng thứ tư này này thì các doanh nghiệp bất động sản cũng đã có cái sự chuẩn bị từ trước đấy, từ cái cú sốc từ từ cái đợt Covid thứ tư này sẽ không mạnh bằng cái đợt Covid thứ nhất. Và trong khi khi mà tôi đi cũng có hỏi một số cái nhà phát triển bất động sản ấy, thì họ cũng đang phát triển một số cái kênh bán hàng online, và họ cũng gây dựng những cái gói về mặt tài chính rất là tốt, mặt tín dụng rất là tốt cho khách hàng. Chính vì thế mà họ đánh giá là nhu cầu của thị trường vẫn còn rất là lớn, chẳng qua là có thể sẽ bị delay một chút bởi vì cái tiến độ bán hàng thôi. Thì cái này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi. Vâng, câu hỏi tiếp theo đấy là cho xin ý kiến về xu hướng mã AAA trong tuần tới ạ. Thì cái mã AAA này thì là mã chuyên về các sản phẩm nhựa. Ngoài ra nữa thì họ có bắt đầu chuẩn bị triển khai thêm cái dự án bất động sản khu công nghiệp ở Hải Dương. Ngoài ra thì là công ty này để làm những cái dự án mới đấy thì họ có phát hành riêng lẻ thêm, và như cái lần trước chúng tôi có trao đổi với cả ba con à ba AAA thì là cái phát hành đại chúng này thì đã có người mua rồi, và qua đấy thì là chúng ta cũng có thể nhìn ra được rằng là cái việc phát hành thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái lợi ích cổ đông trong ngắn hạn cũng như là cái nguồn cung của cổ phiếu. Nguồn cung của cổ phiếu, và điều đấy thì sẽ khó làm cho cổ phiếu có thể có động lực tăng giá được trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì trong dài hạn thì chúng ta cũng có thể xem xét suy nghĩ thêm. Và tiếp theo nữa thì là có một câu hỏi khác là giá thuê ở Lê Minh Xuân bây giờ là khoảng bao nhiêu ạ? Và ảnh hưởng của biên lợi nhuận. Nói chung là nếu mà Lê Minh Xanh mở rộng thì biên lợi nhuận sẽ ra sao? Thì đối với cả các dự án Lê Minh thì anh Toàn có cái quan điểm như nào về Lê Minh Xuân này không ạ? Alo. Đây. À, đối với khu công nghiệp Lê Minh Xuân ấy, thì họ có cái mức giá bán rất là cao, thậm chí lên đến khoảng 180 đến 200 đô một mét vuông trong một kỳ, à, một trên một kỳ đầu tư ạ, khoảng 50 năm ấy. Thì theo như chúng tôi biết ấy, thì cái Lê Minh Xuân giai đoạn 1 đạt cái tỷ lệ hấp thụ rất là cao. Và tôi thì tôi không có số chi tiết ở đây, và khi nào có thể sẽ xem lại và các bạn sẽ trả lời cái số chi tiết cho nhà đầu tư sau. Vâng, tiếp theo nữa là anh có đánh giá gì về mã DIG hay DKH không? Okay.
Còn DKH thì chắc là cổ phiếu này là nó hơi hơi lạ, cho nên chắc là chúng tôi khó có thể mà đưa ra quan điểm đối với cả quỹ nhà đầu tư được. Còn đối với cả cổ phiếu DIG thì hiện tại là cái công ty này cũng là một công ty bất động sản, và họ là có cái dự án rất lớn ở Vũng Tàu, và nếu mà chúng ta tính cả dự án Vũng Tàu đấy vào thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giá trị của 32.000 này là cũng chưa phản ánh hết được 100% cái giá của cổ phiếu DIG. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái rủi ro, đấy là dự án rất lớn, cho nên thì ra là công ty sẽ cần phải tăng vốn qua phát hành thêm trong thời gian tới. Và việc tiếp theo nữa đấy chính là cái việc là giá của cổ phiếu đợt này cũng đã tăng rất là mạnh, trong khi là những cái thông tin mới thì cũng chưa có những thông tin mới để có thể là phản ánh vào, thì đấy sẽ là những cái thứ mà chúng ta cần quan tâm đối với cả cổ phiếu này. Ở đây tôi xin bổ sung nữa. Về DIG ấy thì đây cũng là một doanh nghiệp mà sở hữu quỹ đất rất là lớn, lên đến đâu đó 8.000 hecta, tọa lạc ở các vị trí trung tâm của nhiều tỉnh thành ấy, vì tập trung chủ yếu như anh Duy nói là ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, rồi thì Đồng Nai, Kiên Giang. Lợi nhuận dòng của DIG thì theo chúng tôi dự phóng thì có thể tăng trưởng mạnh mẽ ở trong giai đoạn 2021-2022 nhờ một số cái dự án trọng điểm của DIG như như là đã hoàn thành pháp lý và giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công và mở bán trong giai đoạn mới rồi, ví dụ như dự án Long Tân rồi dự án Bắc Vũng Tàu hay là khu dân cư Vị Thanh, thì cũng là các dự án rất là lớn tại Vũng Tàu được đáng chú ý. Tất cả các dự án này thì đều đã có kế hoạch phát triển giai đoạn 1 rồi và có thể đạt được tỷ lệ hấp thụ cao nhờ vào thị trường bất động sản nhà ở nhu cầu rất là cao. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là đây sẽ gần như là một cái thời điểm rất là tệ đối với cái bất động sản nghỉ dưỡng rồi, thì chỉ cần cái độ phủ vaccine hay là có những cái sự mở tuyến chuyến bay đối với những người ta gọi là vaccine passport ấy, passport cho những người đã tiêm vaccine rồi ấy, thì có thể khiến cho các nhà đầu tư hoặc khi hai thị trường sẽ nhìn vào cái thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bắt đầu từ thời điểm này. Vâng, và câu hỏi tiếp theo đấy là hỏi về NDN, thì anh Toàn có quan điểm gì về NDN không ạ? NDN thì tôi cũng không 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 theo dõi sát sao. Vâng, vậy sẽ Đúng sang câu họ hỏi tiếp theo là, và vậy thì cái câu NDN này thì chúng tôi sẽ xin phép là sẽ trả lời bạn sau khi chúng tôi có thêm thông tin, sẽ trả lời qua comment. Và đến câu hỏi tiếp theo là của anh Khương Anh Tuấn là: nhà nước bơm 100.000 tỷ ra thị trường thì ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán? Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là 100.000 tỷ này của nhà nước thì chủ yếu là nó sẽ đến cho cái việc là đầu tư công, và chính vì như thế cho nên thành ra là những cái cổ phiếu mà đầu tư có liên quan đến đầu tư công thì đều đang được, và trong này thì sẽ có là 50.000 tỷ để phát triển kinh tế xã hội của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, thứ hai nữa là xây dựng nông thôn mới 30.000 tỷ, và cuối cùng là mục tiêu là quốc gia giảm nghèo bền vững 20.000 tỷ. Những cái thứ này chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ đi về các khu vực là ở vùng tỉnh nhiều hơn là các vùng về thành phố và đô thị, và qua đấy thì là cái thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy lợi nhất, thì đấy là nó sẽ chính là những cái cổ phiếu của các công ty mà liên quan đến cái việc đầu tư công. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đợt vừa rồi những cái cổ phiếu đấy cũng có cái đà tăng giá rất là tốt, ví dụ như là G36 hay là HUT, thì đấy là những cái cổ phiếu mà có liên quan đến cái giải ngân đầu tư công này. Còn đối với cả cái 100.000 tỷ này thì chắc chắn là nó sẽ không trực tiếp vào thị trường chứng khoán, cho nên thành ra là những cái tác động trực tiếp thì sẽ không có ạ. Vâng, và tiếp theo nữa là hỏi thêm về ngành cảng biển. Ngành cảng biển thì tiềm năng ngành cảng biển của mã HAH đến hết quý 3 như thế nào, thì rất là cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Tuy nhiên thì cái ngành cảng biển hiện tại thì là cái chuyên gia về ngành cảng biển của chúng tôi thì lại không livestream ngày hôm nay, cho nên là cũng rất là khó để có thể trả lời quý nhà đầu tư câu hỏi này, và chúng tôi có thể sẽ trả lời qua comment sau. Và tiếp theo nữa là đánh giá thế nào về công ty cổ phần Tổng Bách Hóa sẽ lên sàn vào ngày mai, thì cái công ty này là một cái công ty thoái vốn mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là tiềm năng, và quý nhà đầu và những cái công ty mà liên quan đến thoái vốn hay là lên sàn thì rất đáng để nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên là để có thể đầu tư được những cổ phiếu này thì chúng ta sẽ cần phải xem xét rất là kỹ về cổ phiếu để có thể đánh giá được cái lợi cái hại và cái giá
lên sàn thì có hấp dẫn hay không. Sau đấy và đây là tất cả những cái câu hỏi ngày hôm nay của chương trình, và tôi rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm cũng như là đặt câu hỏi cho chúng tôi, và xin phép cảm ơn quý nhà đầu tư và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào chương trình tuần sau. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.